Thưa quý vị, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều nay 19 tháng 3, Hội báo Toàn quốc năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, các cơ quan báo chí cùng đông đảo các nhà báo, sinh viên các trường báo chí và độc giả. Hội báo năm nay được tổ chức quy mô và tầm vóc hiện đại, trưng bày những sản phẩm báo chí tiêu biểu cùng các hoạt động chuyên đề chất lượng đã khẳng định vai trò to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam. Với các sự kiện chuyên đề nghiệp vụ, hội báo là nơi tăng cường sự giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam. Ngoài những yếu tố quan trọng như đoàn kết, chuyên nghiệp, thì hội báo năm nay nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa và sáng tạo. Hội báo Toàn quốc 2023 đã thể hiện được rõ hiệu quả trong công tác tổ chức. Tất cả những các đại biểu, các khách mời cũng như công chúng, độc giả, khán thính giả khi đến thăm hội báo thì đều có mấy cảm xúc là hội báo năm nay được tổ chức rất là quy mô. Nó không chỉ thể hiện qua số lượng các gian hàng, số lượng các nhà báo tề tựu về đây, số lượng công chúng đến xem, mà nó thể hiện qua rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa. Rất nhiều hoạt động về mặt chuyên môn nghiệp vụ như thế đã thu hút người xem, người nghe. Và có thể nói chúng tôi rất là hài lòng khi thấy những cái cuộc hội thảo nghiệp vụ được rất nhiều đồng nghiệp quan tâm. Bên cạnh đó, những hoạt động văn hóa, thể thao cũng làm cái dấu ấn mới. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải A cho các đơn vị. Báo Nhân dân giải bìa báo Tết ấn tượng. Báo Điện tử Việt Nam Plus giải giao diện báo điện tử ấn tượng. Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam giải chương trình phát thanh ấn tượng. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị giải chương trình truyền hình ấn tượng. Ban tổ chức cũng đã trao 15 tác phẩm đoạt giải B, 27 tác phẩm đoạt giải C, 62 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, 3 giải ấn tượng Hội báo Toàn quốc năm 2023. Liên chi hội Nhà báo Nhân dân đã trao tặng giải thưởng cho các tác giả trong cuộc thi sáng tác ảnh nhanh với chủ đề Những khoảnh khắc đẹp tại Hội báo Toàn quốc năm 2023 với giải nhất thuộc về tác giả Trần Văn Huấn, báo Văn hóa với bộ ảnh Ngày hội của những người làm báo, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Những hoạt động sôi nổi của Hội báo Toàn quốc đã chứng minh đây thực sự là ngày hội của những người làm báo và công chúng báo chí, tôn vinh những thành quả hoạt động báo chí, là diễn đàn giao lưu báo chí với công chúng, nơi gặp gỡ của những người làm báo trong cả nước sau một năm lao động, cống hiến. Thưa quý vị, thành công của Hội báo Toàn quốc năm 2023 một lần nữa khẳng định những người làm báo Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để đổi mới, sáng tạo nhằm tăng tính hấp dẫn cho tác phẩm báo chí. Dù công nghệ số hay là trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, và chúng ta cùng tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, Hội báo sẽ có nhiều hoạt động chuyên đề để những người làm báo có thêm cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình một cách tốt nhất.